Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phangamtu.com. Thì video trước chúng ta đã làm xong cái việc mà chèn những cái cảnh, những cái đối tượng này trong cái cảnh ta rồi. Thì video này chúng ta sẽ chỉnh sửa những cái thao tác các bạn, thao tác chỉnh sửa những cái đối tượng này. Thì cũng dễ thôi. Thì đầu tiên thì bạn sẽ nhắc lại video trước ha. Sẽ giờ tôi sẽ chèn vào trong đây một cái hình một cái gì đi, một cái hình người gì đi. Rồi. Một người đàn ông đi. Đang di chuyển, giả sử như đang di chuyển nha. Rồi, click vào đây. Thấy chưa? Thì chúng ta sẽ được một cái người đàn ông này đang di chuyển ở đây. Rồi. Giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa cái người này ha bạn. Thì tôi sẽ cho nó size ra tí. Thì chúng ta có thể là click vào đây nè bạn ha. Lưu ý bạn đây, khi bạn đang chọn đối chèn đối tượng nào thì bạn phải chọn đúng đối tượng đó chúng ta mới có thể là chỉnh sửa được. Giả sử như chúng ta là đang chèn vào người thì chúng ta muốn chỉnh sửa người này thì ở đây chúng ta phải chọn đúng là người thì chúng ta mới chỉnh sửa được. Rồi giả sử như tôi chọn cái mu ha để di chuyển nè, thì bạn di chuyển đến cái đối tượng chúng ta thì bạn sẽ thấy nó có một cái dòng tròn, một cái chấm tròn màu xanh dương đây nè bạn. Bạn di chuyển vào thì nó sẽ hiện ra như thế này. Thì chúng ta click giữa chuột trái để chúng ta di chuyển. Thấy chưa? Mà di chuyển đâu cũng được. Và lưu ý là chúng ta đang di chuyển trên cái mặt phẳng cái nền đất nha bạn. Là mặt phẳng XZ. Mặt phẳng XZ theo phương ngang. Còn theo cái chiều cao là chúng ta chỉnh sửa cái khác nữa. Rồi, thấy chưa? Di chuyển bất cứ vị trí nào cũng được. Tiếp theo này là chúng ta thay đổi cái kích thước của người này. Cái size XZ nè. Trường hợp các bạn... các bạn thấy người này nhỏ quá thì bạn phải chỉnh, thì lúc nào cũng vậy, chúng ta chỉnh thì nó sẽ có hai cái, các bạn chỉnh bằng thủ công, các bạn chỉnh mà trực tiếp trên màn hình gì tôi thích chỉnh gì hơn, hoặc là bạn có thể là nhập tham số vào trong đây ha. Nói chung là chúng ta sẽ có hai cách chỉnh, một là bạn click vào trong đây nè, rê chuột trái qua trái phải thì sẽ tăng giảm cái size của người này. Ôi xin lỗi, rê lên xuống chứ, rê lên xuống thì nó sẽ là tăng giảm kích thước của người này. Cách thứ hai là chúng ta sẽ chỉnh sửa bằng tham số trong đây, mặc định lên đây nè ha. Bạn sẽ rê thành trượt này. Đó. Kích thước 1 là bình thường nha bạn. Còn lớn hơn 1 thì nó sẽ là lớn lên, còn bé hơn 1 sẽ là nhỏ người lại, tí hon lại. Chỉ vậy thôi. Rồi. Thì đơn giản ha bạn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tới cái gì nữa đây. Cái này bây giờ cái người này bây giờ chúng ta sẽ trường hợp là di chuyển rồi, lớn nhỏ rồi xoay. Các bạn nhấn rotate để xoay thôi. Xoay thì cũng tương tự vậy, di chuyển lên đây bạn sẽ xoay. Bạn muốn xoay theo hướng nào thì bạn click vào đây, rê chuột trái. Thấy chưa? Đó, chỉ xoay vậy thôi. Thì bạn có thể là chỉnh sửa bằng cái tham số dưới đây cũng được, bạn sẽ xoay. Nhưng mà mặc định của phần mềm á là chúng ta chỉ xoay theo cái hệ mặt phẳng XZ thôi. Nghĩa là xoay thêm cái phương mà trên cái mặt phẳng XZ là trên cái mặt đất này nè bạn. Là chúng ta sẽ chỉnh cái này. Còn ở đây là chúng ta sẽ xây theo các trục còn lại, như là xây theo trục Y hay là trục Z. Bạn lưu ý ha. Thì nếu mà các bạn mà thường chúng ta để cái cây hay là cái đồ vật gì đó trên cái mặt phẳng thì chúng ta nên chỉnh cái này thôi. Nên chỉnh xây theo cái này thôi. Còn hai cái dưới thì chúng ta không nên chỉnh. Tại vì nó sẽ xây theo những cái trục khác làm cái đối tượng chúng ta bị lỗi như thế này. Thấy chưa? Hay là độ nghiêng về phía trước hay là độ nghiêng hai bên. Thấy chưa? Cho nên nếu đúng nguyên lý, nguyên tắc trong chuyển động ta thì chúng ta sẽ chỉnh cái này thôi. Rồi, đó về cái phần rotate. Thì lưu ý các bạn, tôi quên nói đó là cái tương ứng với cái phím nào tôi đang sử dụng thì nó đều có phím tắt hết bạn. M là mu ha. Và nhìn kỹ dưới trên màn hình nó sẽ hiện chữ M đó. Rồi, L là cái thay đổi về kích thước. Rotate là chữ R. Các bạn, nhìn trên màn hình cái chỗ mà phím tắt á, chỗ chuột này nó có chữ R đó. Còn cái này là thay đổi về cái chiều cao là chữ H. Chiều cao là gì? Thực ra là thay đổi cái vị trí này đang đứng thôi, cao hay thấp thôi. Đây nè. Thấy chưa? Cao hay thấp so với cái mặt mặt đất thôi. Thì bình thường chúng ta không nên chỉnh này ha, tại chỉnh thì thấy nó hơi vô lý quá, ai đâu mà đi trên mặt trên không vậy, hoặc là cây cối hay bạn chỉnh đồ đặt làm gì. Thì cái này ta chỉ dùng trong cái việc là khi ta sử dụng cái đồ nội thất các bạn. Nội thất chúng ta đặt những cái gì lên trên mặt bàn hay là mặt ghế gì đó. Thì một kệ gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng 2 này. Đó, như vậy thôi bạn. Rồi, trường hợp mà giả sử như các bạn có thể là chỉnh sửa như thế nào đó, sau đó chúng ta muốn quay về vị trí ban đầu, thì bạn có thể là có hai cái thao tác. Thao tác này nè, undo, là quay lại vị trí trước đó. Undo các bạn. Rồi,
nên là bỏ chọn đối tượng là delete all. Đó là cái thao tác cơ bản ha, trường hợp mà cái này là cái trường hợp cơ bản đầu tiên là chúng ta chỉ có một đối tượng thôi. Thì sử giờ tôi muốn nhân đôi lên nhiều đối tượng thì đây phím control. Cái video trước tôi đã nói thêm mà ha, phím control để chúng ta chèn vào nhiều đối tượng. Và trước tiên là tôi hướng dẫn các bạn thao tác là nhân đôi ha. Nhân đôi thì tay trái giữ phím alt delete. Tôi cũng đã nhắc các bạn trong cái phần phím tắt rồi. Phím tắt Lumion á đây nè. Nhân đôi thì giữ phím alt delete đây nè. Còn khi mà tạo ra 10 mẫu thì giữ phím control. Rồi, đây là những cái phím tắt bên dưới là di chuyển tỷ lệ xây độ cao nè, M, L, R, H, đây. Rồi, giờ tôi sẽ làm thử nha. Thứ nhất là về cái phần copy. Copy ra, tay trái giữ phím Alt Delete, phím On đó bạn, Alt Delete. Và R ra, lưu ý tôi đang giữ cái phím mu mới là nhân đôi được ha. Tôi chỉ gặp đây hai người nè. Tay trái giữ phím Alt Delete, cho đó ta sẽ sử dụng phím mu đây nè. Để tôi lôi ra, thấy chưa? Mỗi lần tôi lôi gì thì tôi sẽ tạo ra được một đối tượng mới. Thấy chưa? Được một đối tượng mới. Đó là cái cách chúng ta làm nhanh. Còn cái cách mà để mà copy nhanh mà khi mà chúng ta dàn đối tượng thì chúng ta sẽ làm như thế này. Giả sử như tôi sẽ cho chúng ta một cái chiếc xe gì đi. Giả sử như một cái chiếc xe gì nha. Một chiếc xe gì đi ha. Rồi sẽ có chiếc xe này. Khi chúng ta chèn vào, chúng ta muốn mà cùng một lúc mà nhiều chiếc xe luôn, 10 chiếc luôn, thì chúng ta giữ phím control. Đây nè, giữ control, tôi nhắc lại video trước tôi có làm thử rồi. Mỗi lần chúng ta lít sẽ thêm 10 xe. Thấy chưa? Mỗi lần chúng ta lít sẽ thêm 10 xe. Và nó ngẫu nhiên, vị trí ngẫu nhiên. Nó như vậy thôi các bạn. Giống như chúng ta làm thành một cái bãi đổ xe vậy ha, sẽ nhiều ngẫu nhiên. Đó là những cái cách chúng ta làm nhanh để tránh mất thời gian chúng ta. Là chúng ta sẽ thao tác nhanh. Rồi. Thì có tạo thì sẽ có xóa, thì bạn sẽ lấy ở đây nó có cái thùng rác, bạn click vô đây thì bạn di chuyển đến đối tượng nào đó bạn muốn xóa thì bạn click thì nó tự động xóa thôi. Tương ứng như mỗi đối tượng thì nó sẽ có một cái chấm đại diện cho cái đối tượng đó. Đây tôi nhìn từ trên xuống cho bạn dễ thấy nha. Đây chọn công cụ xóa thùng rác nha, xóa. Và lưu ý là bạn chỉ có thể xóa được những đối tượng nào đó mà bạn đang chọn thôi, đang chọn chủ đề đó. Giả sử tôi chọn chủ đề là phương tiện thì tôi chỉ thể xóa được những cái đối tượng là phương tiện thôi, không thể nào xóa được con người, tại nó không hiện ra cái phần đại diện đó. Giả sử tôi muốn xóa con người này, tôi phải chọn đúng là con người là đây, people đây, đó, thì nó mới hiện ra cái chấm tròn của đối tượng đó để chúng ta xóa. Bạn lưu ý ha, chúng ta phải chọn đúng cái đối tượng đó, giống như cái này là một cái filter vậy, một cái bộ lọc vậy ha. Bạn phải chọn đúng đối tượng đó thì nó mới hiện ra những cái chấm, hiện ra cái chấm của đối tượng đó để chúng ta xóa. Rồi, đó là cái cách làm đơn giản nhất. Thì nhưng mà nó hơi lâu bạn. Trường hợp giả sử như tôi muốn xóa nhiều đối tượng đi thì ta làm vậy thì nó hơi mất thời gian. Chúng ta sẽ học thêm cái cách mà để tạo vùng chọn. Thì bạn hãy là sử dụng cái phím control. Hai phím tắt là tôi thường sử dụng phím control đây nè, gỉ của phần mềm nè, control để tạo ra cái hộp vùng chọn. Thì giả sử như tôi muốn xóa nhiều chiếc xe thì lít từng cái mất thời gian quá, tôi sẽ giữ control. Tôi quét cùng lúc 4 chiếc xe này, thấy chưa? Rồi sau đó tôi sẽ lít vào cái thùng rác đây. Theo đó tôi lít vào một bất kỳ 4 chiếc xe này ở đâu cũng được, chiếc xe nào cũng được, thì tự động xóa hết cùng lúc 4 cái. Dễ ha các bạn, giữ control để tạo vùng chọn vậy thôi. Đó là cái trường hợp chúng ta thao tác bên cái nút này. Cái nút play mode là chế độ chèn, còn đây là chế độ di chuyển. Chế độ này là dùng để bộ lọc đó bạn, nghĩa là nó cũng tương tự như cái việc mà thao tác vùng chọn thôi, nhưng mà nó sẽ lọc, nó hơi phức tạp hơn tí. Nó lọc nghĩa là bạn muốn nó hiển thị cái gì, hiện tại đang hiển thị hết tất cả những đối tượng ta. Giả sử như trong cái vùng chọn này tao không muốn hiển thị cây thì tao bỏ cây đi, đó thì nó không hiển thị cây. Tao không muốn hiển thị xe thì nó sẽ mất cái phần mà tạo vùng chọn là xe. Tao muốn mất người thì nó sẽ không hiển thị cái vùng chọn là người. Bạn thấy chưa, nè khi tao bỏ đây thì mình thấy những cái người ta đang có những cái chấm màu trắng, nhìn kỹ ha. Khi tao bỏ đây là một cái filter, là cái bộ lọc. Khi ta bỏ đây thì tự động người chúng ta sẽ không còn hiển thị cái phần mà để ta chọn đối tượng đó nữa. Ta quét chọn không được mà. Khi ta bật người lên thì chúng ta mới quét chọn được. Thấy chưa? Đây là giống như là cái chức năng nâng cao của cái việc mà tạo vùng chọn. Hồi nãy chúng ta tạo vùng chọn bên ngoài bên đây rồi, nhưng mà đây là tạo vùng chọn bằng cách nhanh, bằng phím tắt giữ control. Còn đây chúng ta sẽ bằng cách là lít chuột. Đó. Thì khi chúng ta tạo được cái phần vùng chọn à,
thì khi ta dùng trong cái trường hợp những cái cảnh nào phức tạp các bạn, những cái đối tượng nó nhỏ li ti, nó nằm gần nhau, thì chúng ta phải sử dụng cái chức năng filter này để loại bỏ những cái đối tượng chúng ta không muốn, để chúng ta quét chọn như thế này để nó không ảnh hưởng. Đó, như ta quét chọn như thế này thì nó không ảnh hưởng đến cái phần những chiếc xe anh ta, tại xe tôi đã tắt bộ lọc rồi nè, tôi quét không được là thấy chưa, thì nó chỉ ảnh hưởng đến những đối tượng khác thôi. Chú ý ha, đó là cái cách để chúng ta tạo ra cái bộ lọc vùng chọn. Rồi sau khi tôi quét được cái vùng chọn đó thì tôi muốn thao tác gì, tương tự như bên ngoài, tôi muốn di chuyển cùng một lúc hết thì tôi click vào đây, thấy đâu di chuyển thì nó sẽ di chuyển cùng lúc chúng ta những đối tượng chúng ta vừa chọn, thấy chưa, bao gồm là nước nè, con người và âm thanh. Tương tự diễn ra thay đổi những thông số như lớn nhỏ, xoay, thấy chưa, xoay. Đó, đây là một cái công cụ mà dùng để tạo vùng chọn thôi, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta biết được có được 7 đối tượng ta đã được chọn. Sau đó trường hợp các bạn có thể là tạo một cái group cho những đối tượng này nữa. Trường hợp mà chúng ta muốn phân loại cái group này là giả sử như là cái nút group là ngoại thất ở bên ngoài, thì bạn có thể click vào đây để tạo ra một cái group mới cho chúng ta dựa trên những đối tượng này, thấy chưa, rất là dễ. Thấy điều chỉnh hướng nè. Rồi trường hợp chúng ta muốn xóa cái group này thì bạn có thể click vào đây để xóa. Rồi, nó xóa cùng lúc luôn. Rất là dễ ha, phân biệt hai cái, hai chế độ. Một là chế độ play mode là dùng để chèn đối tượng chúng ta thường hay làm việc. Thứ hai là chế độ move mode là dùng để là tạo vùng chọn theo nhóm để chúng ta dễ xử lý. Nhưng mà thông thường thì tôi cũng cứ dùng cái chế độ này cho nhanh, giữ control để tạo vùng chọn. Control ha. Đó, rồi sau đó chúng ta sẽ thao tác cùng lúc những cái này thì nhanh hơn. Rồi. Đó là cái phần về hướng dẫn các bạn về những cái thao tác cơ bản để chỉnh sửa transform một đối tượng, bao gồm là di chuyển, tỷ lệ, xoay, ở độ cao. Như vậy thôi. Còn cái này để nói sao đi. Rồi, video sau tôi sẽ nói về cái phần mà mass placement này. Cái này cũng tương đối là hay nè bạn. Tôi lít thử luôn rồi. Cái này là nó cho chúng ta chèn theo một cái dạng đường mà. Thì sẵn đây nói luôn đi quay, mất thời gian nữa. Thì rồi, thì cái mask này là tôi xóa nha, làm lại nha. Thì hồi nãy giờ chúng ta là chèn chỉ duy nhất một đối tượng thôi nha bạn. Giả sử như giờ các bạn sẽ thấy là tôi sẽ chèn một cái khác đi. Giả sử như tôi sẽ chèn một cái đối tượng khác vào đây nha. Một cái chiếc xe khác vào đây đi. Rồi tôi sẽ chèn vào đây một chiếc xe màu đỏ này đi. Rồi. Thì khi mà bình thường thì chúng ta sẽ click vào đây. Cái chế độ play offset này là chúng ta chỉ chèn một chiếc xe thôi. Duy nhất một chiếc xe thôi. Thấy chưa? Khi mà ta chọn cái chế độ mà mass placement này thì chúng ta sẽ chèn nhiều chiếc xe vào đây cùng một lúc dựa trên một cái đường thẳng. Đây, tôi sẽ click một điểm và tôi rê. Hai tôi rê. Giống như là chúng ta mô phỏng đây là một cái bãi đổ xe vậy. Rồi sau đó buông trái, lít thêm một lần thứ hai nữa. Thì bạn thấy điều gì? Thì nó sẽ thực hiện cái việc là sao chép theo dãy nhiều loại xe cho chúng ta. Do nãy tôi chọn hai loại xe đây, thì nó sẽ hiển thị hai loại xe đây. Thì bạn muốn cộng thêm loại xe thì bạn lít vô đây để bạn đổi cái loại xe đó. Thì sẽ tôi muốn là chiếc xe này. Đó, nhưng mà xe này thì thôi đi dài quá. Bạn muốn xóa thì bạn lít vô đây để xóa nó. Chúng ta sẽ thêm vào đây để nó ra được cái nhiều loại xe khác nhau. Các bạn. Rồi. Hoặc là bạn có thể là còn đây chúng ta sẽ tùy chỉnh cái số lượng xe. Trường hợp cái này, cái bãi đỗ xe này nó hơi ngắn quá thì bạn lít vô đây để kéo cho nó rộng ra theo chiều dài. Và chúng ta có thể chỉnh theo phương ngang cũng được bằng cách là bạn tăng cái đường line này. Xin lỗi, cái này là cái ngẫu nhiên thôi, cái đường đây là điều chỉnh cái độ dài của cái đường len này. Đó. Ta sẽ xây thử ha. Rồi. Thế đây chúng ta sẽ tùy chỉnh cái số lượng chiếc xe, bao nhiêu chiếc xe trên cái đường này. Ha, còn đây là cái hướng của những chiếc xe sẽ cùng một hướng với nhau. Thì bạn đừng lo, chúng ta sẽ có cái phần mà tùy chỉnh random, nghĩa là các xe nó sẽ ngẫu nhiên theo những hướng khác nhau như thế này. Đó, ngẫu nhiên random lúc nào cũng vậy. Hay là để cùng một hướng. Còn đây là cái khoảng cách giữa các chiếc xe random, mặc định ban đầu thì nó sẽ là đều nhau. Còn này ta chỉnh random, nghĩa là có cái gần cái xa thì nó trông tự nhiên hơn. Tương tự vậy chúng ta sẽ có được cái random về cái khoảng cách theo phương ngang nãy tôi nói các bạn á. Ta sẽ chỉnh cái này theo phương ngang. Đó, như thế này. Rồi ok các bạn ha, ta sẽ sử dụng tính năng này để chỉnh cái việc mà bãi đỗ xe rất là nhiều. Tại vì trong bãi đỗ xe thì có rất là nhiều xe. Chúng ta sẽ mô phỏng cái trường hợp đó. Dựa trên cái việc mà sao chép theo dãy này.
Sau khi bạn đồng ý rồi, bạn nhấn chữ OK. Thấy chưa? OK. Rồi sử dụng cái hai tính năng này ha, phân biệt ha. Cái này là chèn một đối tượng, cái này là chèn nhiều đối tượng. Thì ta làm thêm một trường hợp nữa. Thông thường giả sử như chúng ta tạo ra một cái vườn hoa nha các bạn. Thường chúng ta sẽ làm đổ xe hoặc là vườn hoa. Vườn hoa là flower đây. Hoa hay là bông gì đó. Rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng tính năng này, tạo ra một cái vườn hoa trước nhà một cái ngôi biệt thự nào đó. Rồi. Đích tìm một điểm thứ hai. Sau đó sẽ cho chúng ta sẽ tùy chỉnh cái phần mà chiều phương ngang, tùy chỉnh số lượng. Đó. Chúng ta sẽ thêm nhiều loại hoa khác nhau chứ không chỉ là một loại hoa. Tùy chúng ta ha, tùy bạn ha. Mà mặc định thì phần mềm chỉ cho chúng ta là thêm được 4 ô thôi, không được thêm nhiều nữa. Rồi bạn thấy chưa? Phần mềm cũng cho chúng ta thêm thêm được nữa nè. Thì chúng ta sẽ tăng cái số lượng hoa lên cho nó đẹp. Hướng ngẫu nhiên, các hướng, khoảng cách ngẫu nhiên. Đó, thì chúng ta sẽ được như vậy. Tùy theo cái bạn làm, sau khi bạn làm xong bạn cảm thấy nó OK rồi á, thì các bạn có thể là, đây tôi sẽ phóng to tí, nó như thế này, giống như chúng ta làm một cái vườn hoa vậy, dựa trên cái sự sắp xếp ngẫu nhiên của những nhân, của những cái hoa này. Thì làm xong rồi, nếu bạn có thấy OK thì bạn có thể là export, là cộng thêm điểm, control. Ta sẽ tạo thêm những cái điểm để tạo trên cái đường này nó cong như thế nào ha. Đây là có viêm tắt nè, thì chúng ta sẽ vừa thực hiện cái việc mà giữ phím control á, để chúng ta lít vào đây thì nó sẽ tạo chúng ta đi một cái điểm gãy, để chúng ta tùy chỉnh cái hình chúng ta. Các bạn muốn bỏ cái điểm neo thì bằng cách là bạn lít chuột phải vào cái điểm neo này, lít chuột phải nha, thì nó sẽ xóa. Thấy chưa, rất là tùy chỉnh, rất là cao. Sau khi bạn đồng ý được cái hình dạng như vậy rồi á, thì các bạn có thể là nhấn vào cái OK để đồng ý. Thấy chưa, rất là dễ các bạn. Rồi thì như vậy là ta đã xong được cái phần mà sử dụng cái chain frame trong đây ha, tất cả những công cụ trong đây. Rồi video này là kết thúc đi, qua video sau ta sẽ tìm hiểu tới cái khác nữa. Tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.